Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc trong 6 tháng năm 2018. Sau 2 năm triển khai thực hiện lắp đặt máy in hóa đơn điện tử trên xe taxi. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra gần 9.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 4.100 người, bị thương trên 7.000 người. Sáng ngày 4 tháng 7, tại khu vực vùng nước đối diện cảng Asuka trên sông Sài Gòn, tàu Prosper chở container của Mông Cổ di chuyển từ cảng VICT đi về phía hạ lưu sông Sài Gòn, va chạm với xà lan BTR-7759 tỉnh Bến Tre chở cát. Sau cú va chạm, xà lan bị chìm, xà lan có 3 người, trong đó một người được cứu sống, riêng thuyền trưởng và một thuyền viên khác vẫn chưa được tìm thấy. Hiện các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đơn vị đang chạy thí điểm toa xe đóng mới thế hệ 3 có khoang tàu VIP trên tàu Thống Nhất và sẽ đưa vào chạy chính thức từ ngày 9 tháng 7 năm 2018, tuyến Hà Nội-Đà Nẵng trong thành phần đoàn tàu SE1, SE2 hay còn gọi là tàu 5 sao. Thời gian dự kiến sẽ vận dụng linh hoạt để khai thác thêm trên các tuyến khác. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 86 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tất cả các doanh nghiệp taxi đều phải lắp đặt thiết bị hóa đơn kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe để in hóa đơn tính tiền cho hành khách. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện, quy định này vẫn còn nhiều bất cập khi một số taxi tư nhân vẫn không thực hiện. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 2.500 xe taxi đang hoạt động. Trong đó phần lớn xe của các hãng taxi truyền thống như Mai Linh, Bắc Trung Nam, Rạng Đông 36 đều đã hoàn tất việc lắp đặt máy in hóa đơn tính tiền điện tử trên xe taxi. Theo quy định, mẫu hóa đơn phải có tên, số điện thoại hãng taxi, mã số, mã vạch của đồng hồ, số hiệu chuyến đi, thời gian bắt đầu, kết thúc chuyến đi, số km, số tiền thực tế chuyến đi, thuế VAT, tổng số tiền phải trả. Việc in hóa đơn sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc theo dõi vì thể hiện số xe, số tiền. Đồng thời doanh nghiệp cũng dễ dàng quản lý doanh thu của các lái xe. Từ tháng 8 năm 2016 đến nay, taxi Bắc Nam chúng tôi đã thực hiện 100% tất cả các xe là có máy in giá cước. Và qua vấn đề này thì chúng tôi rất mong các cơ quan ban ngành, các cơ quan chức năng tuyên truyền đến tất cả các hãng taxi phải 100% để lắp đặt giá cước, máy in giá cước ở trên xe để cho quý khách hàng được tiện lợi sử dụng, và quý khách hàng khi sử dụng biết là xe của các hãng chính hãng, và để tránh các trường hợp xe đứng ở bến cóc và xe không được kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, quy định này vẫn còn nhiều bất cập. Trên thực tế, chỉ một số hãng lớn là thực hiện, còn lại các xe bán thương quyền, xe taxi dù không thực hiện việc lắp đặt đồng hồ cũng như máy in hóa đơn điện tử trên xe, dẫn đến việc thu giá cao, chặt chém khách hàng. Đây là thực trạng chung trong hoạt động xe taxi trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý nhà nước đối với hoạt động xe taxi. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc xử phạt đối với những vi phạm này của các lực lượng chức năng vẫn còn bỏ ngỏ. Và như vậy, khách hàng vẫn là người chịu thiệt thòi. Tránh những cái trường hợp những cái xe dù, xe cóc đấy, thực sự là không có những cái trang bị những cái máy in hóa đơn này. Để quản lý hoạt động taxi đưa vào nền nếp, thiết nghĩ các lực lượng chức năng cần có những biện pháp kiên quyết, xử lý mạnh tay đối với các chủ xe không chấp hành quy định, đảm bảo môi trường hoạt động xe taxi công bằng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi khách hàng. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội, các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.